Bà làm tivi. Các bạn ơi, đây là con cá tớ vừa câu được này. Bây giờ tớ sẽ kẹp que tre này vào để nướng nhé. Bây giờ tớ cởi áo ra đã để kẹp que tre vào để nướng cá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ kẹp con cá ở giữa que tre để nướng nhé. Mình sẽ kẹp con cá này vào giữa hai que tre để làm món cá nướng cho bạn xem nhé. Các bạn ơi, mình đã buộc cá để chuẩn bị nướng. Được xong con cá rồi này, bây giờ mình đi nướng rồi. Các bạn ơi, tớ đã buộc được xong con cá rồi này, bây giờ thì mình đi nướng rồi. Đây các bạn nhìn cá này to chưa? Bây giờ chúng mình đi nướng nhé. Các bạn ơi, đây tớ đã làm xong cá rồi này, bây giờ mình để con cá lên hai con gạch để nướng nhé. Bây giờ mình đi lấy củi để nướng con cá này đây. Bây giờ mình đi lấy củi để nướng con cá này đây. Các bạn ơi, đây, tớ đã lấy được củi rồi đây. Bây giờ mình đi nhóm lửa để nướng cá thôi. Mà cá vẫn chưa chín này. Các bạn ơi, tớ đang quạt để lửa cháy để cá nhanh chín để ăn nhỉ. Các bạn thấy lửa cháy to chưa? Cá nó đã to rồi. Cá nó chín rồi này các bạn ơi. Chào kìa.